Kính thưa quý vị, đạo thờ mẫu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt. Để phụng sự và tôn vinh tín ngưỡng này, có một dòng nghệ thuật hát dân gian rất đặc sắc. Hát chầu văn trong hầu bóng, mang đậm màu sắc diễn sướng tâm linh, thật rộn ràng, huyền ảo và cũng rất thanh cao. Nó giúp cho con người thoát đi những trần tục để hướng tới cái tâm, cái thiện ở đời. Tiên thánh thượng ngàn dâng văn, tiên thánh thượng ngàn đông cuồng tuần quán, giáng đàn trưng đầy. Cánh khuya nguyệt lặn sao tàn, ý à, ý à, ý à. Lặn sao tàn, chiếc thoi bán nguyệt khoan khoan trèo vào, gập ghềnh khoan thấp lều cao, ý, ý, Điểm màu da cổ tay tượng à,
đầu vẫn tóc mai. Vốn dòng công chúa thiên thai vốn dòng công chúa thiên thai, sáng sinh hạ giới truyền cái thượng an, truyền cái các lùng các lang đi. Các lùng các lang sơn tinh cầm thú hồ lang khấu đầu, quyền cai tam thập lục ngàn sâu ý à, ý à. Lục ngàn châu chín tầng khe suối một bầu tiêu dao, dòng chơi ngàn quê ngàn đảo ý, ý, à, ý, à. Dòng trời ngàn quê ngàn đảo, khi ra thác cái khi vào thác con, chim kêu vượt hót véo von ý à, ý à. Bể đồi đoạn mưa nguồn từng vẻ, khi nương gió lúc lại thác rèm mình ai ơi.
chúa nở ra gần. Đào tiên thách liễu thanh tân rơi bời, hoa cẩm chương xà mi đua nở, hoa mận đào rực rỡ vô tươi, hoa thủy tiên sắc nước miệng trời. Non bồng phố cát đền dòng sông cả sông thao lần dần phượng múa thấp cao ý dần phượng múa thấp mi cao ngày mây thấp thoáng trắng sao lững lờ nón buồm vai quẩy lắng hoa vẫn vẫn buồn tâm dương huyết đạo tâm trí thành hình hoa hoa có cầu đạo cầu bình an. Màu trinh gái màu đệ nhất tiên hiền cung kính mời con trinh thắng sẽ mang mẫu mực về phần cánh đông quê phù dày phần cánh đông quê nghiến bản nhà đình mẫu cải trần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đại vương đi cung quỳ mời đức thánh trời chiều quỳ đi tất giá ông xin cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sở lễ lập đàn tục kinh cung minh Phật Thánh để mời Ngài về giáng xuất bản cung bản dinh bản đền bản phủ con tàu lễ kinh thánh. Ngài về giáng đền giáng phủ con xin Đức Thánh Ngài ra đồng thầy họ hàng con tay quyền tay ấn tay dấu tay khuyết. Xin Ngài cho thông thiên văn dưới đường địa lý, Ngài cho bói thì gọi tuyết thì được linh. Có một lời không phải bảy lời lại không sai, Ngài lại đậu trong cửa điện được đông con nhang được bát ngàn đệ tử. Chúng ta chung con lại xin Đức Thánh đội được lớn họ được dài cành được lở cành thanh nòn đồng ra môn kiến đảng Ngài đội phúc như đông hải thọ tỷ lam sơn cậy hung thành cát tài hỏa vi tường. Ngài đội bác thiết được hưng long tứ thời thịnh vượng là con tấu lại Đức Thánh Long Vân Khánh Hồ tín chủ họ Hồ Thị Hòa con tuổi Nhâm Tuất cùng phu quân con là Trần Văn Tân tuổi Canh Thân nữ tử con là Trần Khánh Huyền tuổi Bính Tuất cùng Trần Khánh Ngọc con tuổi Tỷ Sửu thành Xuyên xã Hải Thanh huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa. Chúng con tạm trú tại phòng số 1 số nhà 04 tổ 03 ngách 79/15 phố Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Nhất tâm nhập Phật, thật tâm nhập Thánh, phục mệnh Chúa Tiên, con xin kiến lễ lập đàn để mở phủ Thình Đồng ra hầu bốn phủ. Con xin tung tờ mở điện cho cha biết mặt, cho mẹ được biết tên. Mà Ngài về giáng lên giáng phủ, giáng đủ lưu hương, con xin Đức Thánh này đội cho họ Hồ con. Này tu tâm, tu tính, tu lính, tu đồng, này được đồng đẹp bóng linh, đồng đẹp vang bóng lây thờ được lịch sử. A-di-đà Phật xuống ra chung, con lại xin Đức Thánh đội cho được trên Phật dưới hà, trên hà dưới hải. Nước chảy một tầng thuyền xuôi một bến cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc a di đà phật con tấu lại Đức Thánh hôm nay Long Vân Thánh Hội các gia các chủ chúng con thiện nam tín nữ cũng mưa chẳng quản nắng chẳng lề mang miệng về đâu mang đầu về bái yết tài của đền phòng của bố trí để cầu lộc cầu tài cầu sức khỏe cầu công danh ngài về giáng đền giáng phủ ngài nội ở nhà được nhà lào lộc lấy a di đà phật con tấu lại Đức Thánh ha cáp nhật Long Thần và Long Quân Thánh Hội ha. Nay ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng đẹp ha. Đức Thánh ông ta về chứng đền, chứng phủ, chứng thủ lương hương cho thủy nhang đền ha. Chứng tâm cho pháp sư đồng này ha. Chứng tâm cho lính đế họ Hồ, họ Trần ngày nay ha. Nhất tâm tu thiết ha, nhất dạ thiết hành ha. Nhất tâm tưởng vạn tâm thành ha, tu thiết ha. Kim ngân vàng mã sớ văn chẳng điểm ha. Đông ta về thượng tấu trên thiên đình hạ chỉnh làm hương ha. Ta cắt tóc làm tôi nối đầu làm côn con cho Hồ ngày hôm nay ha. Ta cho họ Hồ lấy họ Hồ ngày hôm nay ha. Thực tâm thực tính thực lính thực đồng ha. Đồng khôn bóng ngoan và đồng sang bóng hiện ha. Lấy danh cho bản hiện mà lấy danh cho bề trên ta mà lấy tiếng cho lính đế của ta ha. Ta độ cho họ Hồ họ Trần ha, từ nay trở đi từ mai trở về ha. Từ trên thuận dưới hòa mà trên hà dưới hải ha. Từ nay ta cho theo cửa cha mà ra cửa mẹ ha. Theo các đồng anh lính chị ha. Ta cho ha họ Hồ họ Trần ha hai thân như một mà sớm trưa chiều tối ha để nhất tâm mà phụng sự ta ha. Ta ban danh ban diện ha, ban cho lộc làm lộc ăn lộc buôn lộc bán ha. Trong trung đạo ta cho được ấm êm ha, gia đình được hạnh phúc ha. Biết đến ta ha,
Ta dẹp âm, ta lại dẹp thương cho nhà họ Hồ, họ Trần ngày hôm nay ha. Không biết đến ta ngày hôm nay ha. Mới như thế này nghe chưa nhá. Làm phụng sự bề trên, phụng sự ta chưa được lên trốn nhá. Ngày hôm nay ta bắt phải ra phụng sự đến nơi đến trốn đấy, nghe đã chưa nhá. Xong ta chứng tâm cho ha, các thanh đồng đạo quan và tân đồng đạo quan ha. Chứng tâm cho ha. Các gia các chủ có lính như thế ngày nay nhất tâm vào cửa ha. Có chín ha, sòng sơn minh tử để phụng sự ta ha. Ta chứng tâm cho cung đàn tiếng hát ha, quỳnh tàu xong ra về ha. Chứng tâm cho tứ trụ triều đình là tay quỳnh tay quế ha. Chứng tâm cho bách gia trong họ già, ta cho mạnh khỏe mặt trẻ, ta cho được bình an ha. Thank you.